xin chào các bạn đã đến với kênh cây thuốc chữa bệnh quanh ta hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị một cây thuốc có tác dụng giống hệt cây tròi mòi tía cũng được gọi là cây tròi mòi Cây tròi mòi thuộc họ Thầu Dầu mọc hoang ven rừng nhiều ở nhiều nơi nước ta cây gỗ cao 3 đến 8 mét nhánh cong queo có lông thưa sâu nhẵn và có màu xám nhạt. Lá hình bầu dục hay hình thoi, hẹp hoặc bầu dục tròn, có khi hình tim, mặt dưới đầy lông nhung. Cụm hoa chùy gồm 3 đến 8 bông ở ngọn hay ở nách các lá phía trên. Hoa đực không có cuống, có 4 đến 5 lá đài, 4 đến 5 nhị, có bao phấn hình chữ U, nhụy lép có lông, hoa cái gần như không cuống, có 4 lá đài, bầu có lông mềm. 3 đến 4 đầu nhụy, quả tròn to 4 đến 5 mm, hình bầu dục dẹp. Bộ phận dùng vỏ, cành non, lá và quả. Công dụng: Quả có vị chua ăn được, dùng chữa ho, sưng phổi. Vỏ làm săn da, chữa ỉa chảy và làm thuốc bổ. Cành non gỗ điều kinh, hoa chữa tê thấp, lá dùng ngoài đắp chữa đau đầu. Cách dùng liều lượng Ngày dùng 10 đến 15 gram dạng thuốc sắc Dùng riêng hay phối hợp các vị thuốc khác Bài thuốc ứng dụng cụ thể như sau Bài thứ nhất Chữa ỉa chảy Vỏ trôi mòi Vỏ cây van núi Và vỏ gáo tròn Mỗi thứ đều nhau Độ một nắm cho thêm 600ml nước Sôi hãm lấy nước chia ra Uống 2 đến 3 lần trong ngày Bài thứ hai Chữa đau đầu lá tròi mồi tươi dã ra đắp vào thóp thở trẻ sơ sinh và vào đầu cho trẻ em bị cảm cúm. Bài thuốc ứng dụng thứ ba dùng để chữa kinh nguyệt không đều. Cành non tròi mồi dễ đu đủ, mỗi thứ một nắm to, 50 g cho vào 2 đến 3 bát nước đun sôi trong 1 đến 2 giờ lấy nước uống trong ngày. Bài thuốc thứ tư dùng làm thuốc bổ cho phụ nữ mới sinh đẻ lấy lại sức giữ gìn da vỏ choi mòi 50g vỏ dứa thơm 50g sao vàng vỏ choi mòi cho các dược liệu vào nồi thêm 1 lít nước sắc còn 300ml dùng uống trong ngày dùng liên tục 5 đến 10 ngày chú ý phân biệt giữa hai cây tròi mòi thực ra hai cây tròi mòi giữa tròi mòi tía và cây tròi mòi không có tía cây chòi mòi không gọi chòi mòi và một cây chòi mòi tía. Hai cây này có đặc điểm khác nhau dễ nhận. Ở cây trời mòi tía thì các cành nhẫn nhưng ở cái cây trời mòi thì các cành có lông thưa và lá của cây trời mòi tía thì không có lớp lông ở mặt sau. Nhưng ở cây trời mòi thì có lớp lông dày như nhung ở mặt sau lá. Cành của cây trời mòi rất khẳng khiu, ong queo. Đấy là đặc điểm dễ phân biệt nhất. Nhưng hai cây này thì tác dụng chữa bệnh như nhau. Vấn đề ta, ta gặp được cây nào sẽ dùng cây đó. Còn nếu cần phân biệt kỹ thì chỉ có đặc điểm dựa vào đặc điểm lá là hai cây khác nhau. Trên đây tôi vừa giới thiệu xong tác dụng chữa bệnh của cây trời mòi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chuyên mục cây thuốc sau.